Ishizuka luôn. Đi. Vừa đúng lúc về thì gặp cô học trò này đang chuẩn bị đi làm thế nào. Chạy lên xe nhờ chở ra ga luôn. Trên đường đi ra ga Shinosaka, mình bắt gặp một cặp vợ chồng trên tàu. Sau đó cùng đi bộ đến nhà ga. Anh này là thực tập sinh 40 tuổi. Lấy cô vợ sinh năm bao nhiêu mọi người biết không? Sinh năm 1997. Hai vợ chồng mới cưới nên đi chơi khắp nơi luôn. Lúc ở Osaka trời đang mát mẻ. Về đến Shizuoka thì trời mưa và lạnh giá mọi người ạ. May mà vẫn mặc thêm chiếc áo khoác. Mình phải đi đến ga Shizuoka, sau đó đi tàu thường về đến Yaizu. Trên tàu thì có bạn học sinh nhận ra, thế là lúc xuống tàu lại phải làm vài kiểu ảnh. Ở chỗ này đông người này, xin chào. Đi về đã, đi về đã. Mình có vào nhà vệ sinh ở ga này mọi người, sạch sẽ nhưng mà họ có một cái mùi rất đặc trưng ở các ga miền quê. Ở đây không phải là mùi thúi nha, mà chỉ là mùi đặc trưng mà thôi. Chắc là nhiều bạn ở quê sẽ hiểu được cái mùi này. Mình đi taxi khoảng 15 phút thì đến nơi. Kìa kìa, thấy không? Bạn ấy đã cầm sẵn ô ra đón rồi. Đâu? Trên lầu à? Ừ, hôm qua trời nắng đẹp đúng không? Dạ. Thế chút xíu. Dạ, ở đây cũng thường có thể thấy được này. Nhé, ở đây thấy được đúng không? Dạ. Không biết ở đâu em? Dạ, ngay cái đằng sau cái cột điện đó. Nó nằm thẳng theo cái hướng này luôn ạ. À, tức là ngày trời đẹp thì nhìn thấy đúng không? Dạ. Thích thế nhỉ? Giá như hôm nay trời nắng thì có phải được ngắm núi Phú Sĩ và ngắm biển hay không? Đây là. Ok. Stressimasu. 3 giờ mình mới đến nơi mọi người ạ. Huyền vẫn đợi để ăn cơm cùng. Cơm có đầy đủ món xào, sườn chua ngọt, salad và canh mọi người nha. Em có học từ diễn viên ngữ pháp rồi. Thì đọc thì cũng không hiểu nhưng mà lúc cây qua thì em không áp dụng liền được nên là em phải xả lên kém luôn. Ai cũng thế thôi, không phải lo. Ai cũng như thế, ai cũng hẳn xả kém. Lúc mới xa người Nhật nói em chỉ nghe được cái đuôi thôi, phải thiết kế đô rồi này này kia, còn cái nội dung chính thì em chả nghe được. Mới xa là đạt bằng 4 rồi đúng không? Dạ, em học hết 5 bài rồi còn em chưa có nắm chắc nữa này. Em thấy em ôm lại. Hai thầy trò vừa ăn cơm vừa nói chuyện công việc cũng như học tập. Ăn sau còn có hoa quả nữa mọi người nhá. À, bây giờ phải có thể chia sẻ một chút về cuộc sống cũng như công việc hiện tại của mình cho mọi người được không? Dạ. Dạ, em đang làm công việc gì cá ngừ. Nhưng mà từ lúc mà Nhật thải hạt nhân ra biển thì công việc cũng ít đi, với lại vấn đề nhà cửa thì tụi em đang ở 3 người mà giờ sắp thêm người vào mà tụi em không có quyền lên tiếng nên là em cũng muốn tìm được công việc khác tốt hơn ạ. Nhưng mà tiếng của em không được giỏi lắm nên là em muốn đang tập trung học tiếng để có cơ hội tìm được công việc mong muốn ạ. Rồi, đây là quà của chú Quậy. Cái hôm mà bảo sang đây với mọi người là hôm 15. Đúng không? Hôm rằm. Dạ. Đúng không? Thế thì hơi muộn một tí. Đây, bánh trung thu nhá. Dạ, em cảm ơn thầy. Đây, ok. Bây giờ thầy về đây. Em bấm thầy xem nào. Thầy sẽ đi đâu về đâu ạ? Kanagawa, Jinjin. Thế thôi cũng được. Đi luôn. Kết thúc hành trình xuống Shizuoka, mình quay trở lại Tokyo và chuẩn bị đi Kanagawa. Mọi người nhớ đón xem tập tiếp theo nhá.